Dàn sao Thần Điêu Đại Hiệp năm 1995, Người Bất Hạnh, Sa Sút, Người Bị Đại Gia, Ruộng Bỏ. Thần Điêu Đại Hiệp công chiếu năm 1995 là bộ phim được rất nhiều khán giả yêu mến. Bộ phim thật sự đã thành công ngoài mong đợi. Tuy nhiên, khác với cái kết trong phim, sau 25 năm công chiếu, dàn diễn viên của bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp đều có cuộc sống vô cùng lận đận và khổ cực. Đầu tiên sẽ là vai diễn Tiểu Long Nữ của diễn viên Lý Nhược Đồng. Trước khi đến với vai diễn Tiểu Long Nữ, Lý Nhược Đồng là một tiếp viên hàng không và thỉnh thoảng xuất hiện trên sàn diễn thời trang. Cô cũng tham gia một vài phim điện ảnh với vai phụ không được nhiều người chú ý. Thế nhưng, với vai Tiểu Long Nữ, cô ngay lập tức đã được mệnh danh là Thiên Tiên Hạ Phàm với vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết. Tuy nhiên, câu nói hồng nhan bạc mệnh có lẽ lại đúng với nữ diễn viên này. Cô là người phụ nữ vô cùng đáng thương trong dàn sao Thần Điêu Đại Hiệp năm 1995. Lý Nhược Đồng thừa nhận mình là người lụy tình và khi ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, cô đã có một tình yêu với triệu phú Hồng Kông Quách Ứng Tuyền. Cô ít đóng phim dần và đến năm 2004, nữ diễn viên rút hẳn khỏi làng giải trí. Dành 10 năm cho mối tình đầy sóng gió với đại gia, Lý Nhược Đồng đã trắng tay khi bị bỏ rơi. Thêm vào đó, cái chết của cha chưa đầy một năm sau khiến cho cô đau buồn đến cùng cực, bế tắc, bị trầm cảm và suýt tự tử. Hiện tại, ở tuổi 46, Lý Nhược Đồng đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống, tự bằng lòng với cảnh sống đơn độc, không chồng con. Tiếp theo là diễn viên Cổ Thiên Lạc, là một người thành công nhất nhưng hiện nay anh vẫn độc thân. Cổ Thiên Lạc là người thành công nhất đến thời điểm hiện tại của dàn diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp năm 1995. Sau thành công của tác phẩm kinh điển này, anh tiếp tục thừa thắng xông lên, trở thành một trong những tài tử sáng giá của Hồng Kông. Năm 1998, anh bắt đầu có những thay đổi về ngoại hình, trở nên phong trần hơn với làn da nâu, khỏe khoắn, thoát khỏi hình ảnh thư sinh trắng trẻo như ngày trước. Sau năm 2000, Cổ Thiên Lạc đã rời TVB và tấn công sang điện ảnh. Kiên trì từ những vai nhỏ, giờ đây anh đã trở thành ngôi sao lớn với những vai diễn trong các tác phẩm bom tấn của điện ảnh Hồng Kông, nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn. Không còn là chàng trai non nớt, bóng bẩy như ngày nào, Cổ Thiên Lạc giờ đã là một người đàn ông mạnh mẽ, từng trải và vững chãi. Tuy nhiên, anh là ngôi sao khá vô duyên với những giải thưởng lớn của điện ảnh Hoa ngữ như Kim Tượng, Kim Mã, trong khi các bạn diễn của anh đã lần lượt đăng quang ngôi vị ảnh đế ở những giải thưởng lớn. Dù có một sự nghiệp đáng tự hào, sau mỗi tuổi 48, anh vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân, lẻ loi, khiến cho người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Diễn viên cuối cùng, Tuyết Lê trong vai Lý Mặc Sầu, khổ cực trăm bề vì bị phụ bạc. Lý Mặc Sầu do Tuyết Lê thủ diễn trong Thần Điêu Đại Hiệp năm 1995 cũng là một trong những cái bóng mà thế hệ sau này khó vượt qua. Có người nói rằng do trải qua nhiều biến cố tình cảm, tương đồng nên nữ diễn viên mới xuất sắc lột tả được tận cùng nội tâm của nhân vật này. Thật vậy, cả tuổi thanh xuân, sự nghiệp và tình yêu của Tuyết Lê đều chôn vùi với người đàn ông mang tên Từ Thiếu Cường. Ở tuổi 17, Tuyết Lê đã bất ngờ công khai hẹn hò tài tử Từ Thiếu Cường bất chấp sự phản đối của dư luận. Từ Thiếu Cường hơn cô 15 tuổi và là người đã có gia đình. Mặc dù bị lên án với thị phi cướp chồng, cô dọn ra ở riêng với đàn anh. Và cùng thời gian này, Từ Thiếu Cường ly hôn vợ. Tuyết Lê và Từ Thiếu Cường chung sống nhưng lại không đăng ký kết hôn. Là người đàn ông đào hoa ở bên Tuyết Lê vài năm, nam diễn viên lại vội tìm niềm vui mới bên người phụ nữ khác. Hai người chia tay không lâu sau đó, cũng từ đây Tuyết Lê cũng không yêu thêm người khác. Và thấm thoát đã nhìn lại từ 25 năm kể từ lúc Thần Điêu Đại Hiệp năm 1995 ra mắt. Chàng diễn viên ngày ấy cũng đã có rất nhiều sự thay đổi theo thời gian. Điều khiến khán giả buồn lòng nhất chính là ba cái tên Lý Nhược Đồng, Cổ Thiên Lạc và Tuyết Lê, dù rất nổi tiếng sau bộ phim và được nhiều người yêu mến, tuy nhiên đến nay họ vẫn lẻ bóng một mình dù đã bước vào cái tuổi của nửa đời người.